Vui muốn nước lọc luôn. Hello. Sao sớm 10 phút. Đấy. Đấy, Cái bát chân là nó đấy. nó bị bạc ấy, vì Ok. nó bị bạc rồi, bẩn, nó dùng nhiều năm rồi nó bạc.
Gửi cho cái file người ta nhờ chưa? Nhà nhất thì má lấy được không? Má lấy. Đi đi rồi. Tao đi rồi. Nó phải làm cái đó. Thì má lấy. Thì má. Alo mọi người ơi, check hộ thầy cái âm thanh cái xem đã được chưa? Mọi người nghe thấy gì xin nhỉ? Mọi người nghe thấy gì chưa? Rồi ạ, dạ ok ạ. Ok. Đấy, thế thì mình sẽ bắt đầu luôn nhé, do thời gian không có nhiều đâu. Nên là thầy sẽ bắt đầu luôn. Bạn nào mà cần nếu như chúng ta cần điều gì cần gì thì mọi người cứ cứ việc comment trong chat nhé, nếu có thời gian thì check hộ. Đó, và nhiệm vụ hôm nay chúng ta sẽ xong. Ok, rồi. Mọi người ơi, tạm thời tắt mic khoảng vài vài giây một chút. Có vài bạn mic bị ổn. Rồi, ok. Chào mừng mọi người. Mọi người có thể dùng khung chat để tương tác nhé. Đấy, chỉ nó bật mic thì kiểu nó sẽ hơi bị ổn ấy. Nếu như chỗ nào mà kiểu cần thêm thời gian thì sẽ gọi thì sẽ mình thầy sẽ yêu cầu mọi người là bật mic lên được cái sau nhé. Ok, trước tiên welcome mọi người đến với cả cái buổi livestream với chủ đề IELTS Writing Test 2 ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tackle một cái đề writing cũng mới gần đây. Một đề cũng mới được ra trình cho không đồng cho năm 2022. Đó, đây là một đề về chủ đề giáo dục và thầy khá là thích cái đề này. Thì nếu như bạn nào mà có thể đã từng thi đề này rồi hoặc là cảm giác hơi hoang mang ấy thì có thể chúng ta sẽ cùng view xem là cái đề hôm nay là gì nhé. Đó, chủ đề ngày hôm nay chúng ta như sau. Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are encouraged to make comments or even criticism of their teachers. Others think it will lead to a loss of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion. Okay. Như là mình cũng thấy, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái dạng câu hỏi của chúng ta. Đó là dạng discussion với câu hỏi discuss both views and give your own opinion. Đối với những bạn nào mà muốn thi IELTS writing với điểm số khoảng tầm là từ 6.5 đến 7, 7 trở lên, rất ít là như vậy, thì chúng ta cần phải đảm bảo là bài viết của chúng ta phải có đầy đủ cả ba cái yếu tố trên này. Both views, cả hai view chúng ta là gì? Đề cập đến cả hai cái view, tức là hai quan điểm cho cái đề bài này là gì? Và quan điểm của mình về cái chủ đề này là gì? Okay. Đối với cái bài này thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với phần structure nhé. Nhưng mà thì muốn cho mọi người khoảng một phút để suy ngẫm và comment. Mọi người cho thầy xem là cái structure mọi người thường dự kiến sẽ sử dụng cho bài writing này là gì? Mọi người có khoảng tầm 1 phút 30 giây để suy nghĩ và comment nhé. Mọi người viết tắt thôi cũng được, kiểu viết body 1. Quan trọng nhất là body 1, body 2 chúng ta viết cái gì nhé. Đó, dự kiến mọi người là phần body paragraph, phần thân bài, mọi người sẽ viết cái gì nhé. Mọi người có 1 phút 30 giây để comment trên khung chat. Bắt đầu. Mọi người cứ comment nhanh nhanh chóng lên khung chat cho mọi người nhé.
Mọi người sắp 1 phút 30 giây rồi chưa thấy ai comment gì nhỉ? I need some comments. Ok mọi người ơi, I need some interaction. Cần chút tương tác. Rồi, nếu như không có ai có comment gì thì chắc là sẽ gọi bạn đấy để nhờ lên tiếng luôn nhé. Đây thì có bạn Kiệt Trần đang bật mic luôn này. Thì xin hỏi bạn Kiệt một chút nhé, Kiệt ơi. Đâu nhỉ? Alo. Đây, đồng mạng vẫn chưa biết nên gọi ai. Rồi gọi bạn nên chỉ có một bạn comment I don't know. Không có bạn nào có vẻ cảm giác tự tin nhỉ? Thử một bạn đi, bạn ở đây có bạn Trần Huyền Trang à? Bạn Trần Huyền Trang đâu nhỉ? Alo. Okay. Yên lắng một chút. Từ đổi mặt khác nhá. Bạn ở đây có bạn tên là bạn Trần Thị Đan Lê. Đan Lê thì một mic được không nhỉ Đan Lê ơi? Rồi, nếu không có ai lên tiếng thì có lẽ là chúng ta sẽ đi qua cái chỗ này luôn. Tại vì là có thể mọi người vẫn chưa hình dung ra cấu trúc nó sẽ như thế nào. Thì về cơ bản đối với một bài dạng discussion thì thường thấy sẽ theo bốn cái gọi là đoạn văn chính. Thứ nhất đó là introduction, phần mở bài. Thứ hai đó là body paragraph 1, thì thầy sẽ discuss cái view đầu tiên. Và body paragraph 2 sẽ là cái second view. Và thường thì ở cái đoạn thứ hai này thầy sẽ đồng tình về cái quan điểm này. Cái second view trong đoạn body paragraph 2 sẽ là cái đoạn mà thầy thể hiện đồng tình. Đó. Và cuối cùng sẽ là cái kết luận. Ok. Cool. Có ai có câu hỏi gì không? Mọi người có một phút suy nghĩ nhé. Mọi người có câu hỏi gì không thì nhắn lên khung chat cho thầy nhé. Mọi người cứ suy nghĩ về cái cấu trúc mà thầy đang để trên màn hình ấy. Nếu như có ai có câu hỏi gì thì mọi người có thể đưa ra câu hỏi nhé. Bạn Phương Trinh có hỏi là nếu mình sai với cả view 2, vậy ở body 1 mình có phần counter view 1 không ạ? Lát nữa khi mà phân tích cụ thể thì câu hỏi của Trinh sẽ được giải đáp nhé. Lát nữa lúc mà phân tích cụ thể từng cái đoạn 1 ấy, thì cái phương án Trinh sẽ được giải đáp nhé. Ok, rồi. Nếu không ai có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nhiệm vụ chính, đó là brainstorm ideas. Đối với đề, mọi người cùng nhìn lại đề bài một chút nhé. Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are encouraged to make comments or even criticism of their teachers. Đó, chúng ta cùng nhìn lại đề bài một chút. Nhiệm vụ của bây giờ chúng ta sẽ như sau. Thế cho lớp mình khoảng thời gian khoảng 2 phút. Mọi người thử cho thầy một xin một chút những cái idea mà theo lớp mình là có thể sử dụng được để support hoặc là phản đối một trong hai quan điểm này nhé. Idea nào cũng được, miễn sao là nó có liên quan đến cái bài chủ đề bài viết ngày hôm nay nhé. Đó, 2 phút suy nghĩ cho lớp mình bắt đầu. Yeah, I need some comments. Mọi người cứ comment lên thoải mái nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng tua qua từng cái comment một. Đáng quá. Câu trong ngoặc đơn. Nghĩa là quan điểm không đồng ý. Chỉ nghĩ một ý thôi ạ.
cái đoạn thứ hai lát nữa thì Linh Giang xem lại cái đoạn đấy nhá. Quan ý là kiểu là cái đoạn thứ hai mới là cái đoạn mà thể hiện sự đồng tình nhá, tức là cái đoạn mà mình gọi là theo cái phe nào ấy, thì mình để cái nội dung đấy trong đoạn hai nhá. Đó. Mọi người cứ comment cái ideas mà buổi đã có đi, còn nếu mà chưa ghi ra thì lát nữa chúng ta cùng xem cái idea của thầy nhé, không vấn đề gì. Ok, có vẻ như là mọi người vẫn chưa có idea làm cho cái chủ đề ngày hôm nay. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái phần sẽ hướng dẫn lớp mình cách viết một chút luôn nhé. Đó. Đầu tiên, đối với phần instruction, thì nếu như bạn nào đã từng học nhiều IELTS sẽ có thể chúng ta đã từng nghe đến cái cấu trúc về có hai cái phần chính trong introduction, đó là background. Statement. Hoặc là một số bạn khác cũng có thể hiểu đơn giản đó là paraphrase the topic question. Đúng không? Và thứ hai đó là thesis statement. Đó là state you are writing. Đúng không? Đó, thì một số bạn có thể đã từng nghe cấu trúc này rồi, bạn nào mà chưa biết thì có thể cũng có thể là dùng cái hai cái câu này để hiểu đó là cái phần introduction mình sẽ viết như thế nào. Tuy nhiên, đối với những bạn nào mà muốn đẩy điểm số writing của mình lên một cái ngưỡng nào đó nó vượt trội một chút thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc khác một chút. Ở đây đang có một bạn có idea về mặt đang thấy có Thiên Kim với Linh Giang đưa ra được quan điểm rồi. Thì lát nữa đến phần body paragraph thì sẽ cùng xem qua cái idea của Linh Giang và Thiên Kim nhé. Đó. Nhưng trước tiên chúng ta cùng quay trở lại phần instruction. Như lúc nãy thầy đã nói thì là để cải thiện cái điểm số writing của chúng ta lên cao hơn một chút. Tức là ví dụ như kiểu chúng ta muốn bứt ra khỏi cái band khoảng tầm 5.5, 6, 6.5. Có thậm chí là 6.5 luôn. Đó, nếu chúng ta muốn được khoảng tầm band khoảng tầm 6.5 cộng. Đấy, thì chúng ta sẽ thay đổi một chút với cái cấu trúc chủ đề, cách viết cái instruction như sau. Câu đầu tiên thì sẽ provide một cái general statement. Về cơ bản thì general statement này sẽ là một cái câu gọi là cái tóm tắt cái chủ đề mà tóm tắt qua về cái nói chung là giới thiệu sơ sơ về cái chủ đề chính mà mình định nói đến trong cái bài viết ngày hôm nay. Đó. Or to illustrate the topic in a broader view hoặc là a more abstract or a more broader view. For instance, it is widely believed that for a country to prosper, it is of paramount importance to assure a high level of educational standard. Đó. Do cái bài đọc ngày hôm nay chúng ta đề cập đến educational quality, đúng không? Đó, nên là thì đổi thành cái từ educational standard. Nó đổi 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 đi một chút. Ngoài ra thì có hai thêm hai từ mới đó là prosper of paramount importance. Nếu như mọi người muốn sử dụng, nếu muốn thay thay đổi cái màu sắc writing của mình một chút mà từ vựng. Thì câu này về cơ bản đó là để giới thiệu qua về cái main topic ngày hôm nay, nó ít nhiều đề cập đến educational standard. Còn sau đấy, câu thứ hai sẽ lúc chúng ta đề cập đến cái thesis statement luôn. Và về cơ bản trong thesis statement này, hãy đưa ra luôn quan điểm của mình về hai cái view này nhé. Ví dụ như sau, in order to do so, đây là cái cách, đây là để dùng để nối giữa câu trên với câu dưới. Some people claim that high school students should be able to make comments or even criticism on their teachers. Đây là first view.
which I believe would be beneficial. Đây là opinion của chính bản thân thầy. Despite the view that it could lead to a disrespectful and undisciplined study environment. Đó chính là cái second view. Đó. Okay. Mọi người có thể nhìn qua cái mẫu mà thầy sử dụng ở đây để mọi người thấy cái sự khác biệt của một cái phần mở bài, nó level, nó thay đổi cấu trúc mở bài một chút. Okay. Thế cho mọi người khoảng 2 phút để đọc và suy ngẫm nhé. Sau mọi người đều có câu hỏi gì thì có thể comment lên trên khung chat. Những bạn nào mà đã đưa ra, cố gắng đưa ra idea về phần body paragraph ấy, thì ở cái slide tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng phân tích thêm một chút nhé. Vẫn đang để thời gian 2 phút, nếu mọi người có câu hỏi gì thì cứ hỏi. Mọi người xem xét đọc kỹ cái phần introduction xem là có câu nào cần hỏi hay không. Okay. Tạm thời chưa có ai có câu hỏi nào. Ok, two questions. Make comments, lại thành key feedback. Đương nhiên là được. Đúng. Ở đây thì thực ra chưa có cái paraphrase trong cái này để cho mọi người nhìn thấy rõ đó là mình cần phải làm gì thôi. Đó, of paramount importance, dùng cho nó viết ok. Ưu tiên viết hơn nhé. Of paramount importance, ưu tiên cho viết hơn. Không nên dùng cái đấy cho nói bởi vì nghe nó hơi bị trang trọng quá. Đối với nói câu, cái câu gọi là cơ bản nhất nó sẽ gì? It is very important. Thế thôi. Đó. Nó đơn giản hóa đi một tí lắm mình ạ. Ok. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với first paragraph. Bây giờ sẽ cùng tour trở lại với cả quan điểm của Thiên Kim. Ở đây đó là quan điểm hai bạn thì đó là agree. Many comments, ideas will have teachers. They have time to consider about the performance of teaching. In fact, improve quality teaching, bring useful lessons. Yeah, nice. Quan điểm của Thiên Kim cũng là quan điểm chúng ta sẽ đề cập đến ở đoạn. Tuy nhiên do là bởi vì thầy sai, nếu như lúc mình cũng thấy cái thesis statement ấy, thì là thầy đi theo quan điểm đó là việc làm này sẽ tốt cho giáo dục. Cho nên là toàn bộ những cái nội dung đó sẽ được đề cập ở đoạn văn số 2. Linh Giang, student view scare obey teachers, try their best. Linh Giang có vẻ như hiểu chưa đúng cái đề bài cho lắm. Đề bài nói là muốn học sinh được phép gọi là gì ạ? Chê bai thầy cô chứ không phải là thầy cô chê bai học sinh. Nhá. Mình có từng câu này được gọi this essay shed light on both viewpoints and present my personal position. Được. Tuy nhiên nó không đây như lúc nói thì là nếu như chúng ta present được cái viewpoint ở ngay đầu phần bài đọc ở phần bài viết thì cái người đọc người ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Thực ra không hẳn là bởi vì nó sai và nó đúng, mà là bởi vì nếu như chúng ta present được ngay cái viewpoint từ đầu thì nó sẽ show cho cái người, cho giám khảo là khả năng viết của chúng ta ở level cao hơn một chút. Còn câu mà this essay shed lights on both viewpoints, câu đấy tốt nhưng có một điểm hơi trừ nhẹ, đó là có nguy cơ là sẽ có rất nhiều bạn cũng sẽ viết những câu na ná như thế này.
và có nguy cơ làm giám khảo bị chán. Nó sẽ không khiến cho bài viết của mình nó đổi bật ra. Đấy. Còn sai thì không sai nhé. Chỉ là đang thấy nó muốn bạn đưa ra phiên bản tốt hơn thôi. Được chưa? Lớp mình lưu ý cái câu như kiểu là this essay will explain both viewpoints before giving an opinion. Câu đấy không sai về mặt viết một câu thesis statement. Nhưng nếu mình viết câu đấy thì có thể mình sẽ rơi vào cái trạng thái là kiểu mình đại trà. Đấy. Và đang muốn là bài viết mình nổi bật lên một chút ấy, thì không nên. Đó. Nếu mọi người muốn bài viết nổi bật thì ok. Còn nếu muốn rơi vào an toàn một chút thì không vấn đề gì. Nhá. Ok. Như là lúc nãy đã nói thì là cái đoạn văn đầu tiên đối với một bài discussion của thầy sẽ là cái đoạn văn mà thầy không đề cập đến cái view mà thầy gọi là không đồng tình. Tức là không thiên về cái view này. Đó. Mọi người thì không có nhiều idea cho cái view này lắm. Thì chúng ta thấy trình bày qua một chút ấy. Mọi người lưu ý như sau, để viết một cái đoạn văn đối với bất cứ một đoạn văn writing just to nào thì mọi người cố gắng đó là hãy chuẩn bị một cái câu topic sentence ở đầu đoạn văn để cho cái người đọc người ta biết đó là mình đang viết về cái first view. Ok. Đó. Tiếp theo đó là lưu ý một chút về cái bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay nó có hai cái tính từ được đề cập đến, đó là disrespect và undisciplined. Nếu như mọi người muốn ăn được cái điểm task response thì mỗi một cái idea đều sẽ được sử dụng để tackle một. Mỗi idea sẽ được sử dụng để gọi là gì ạ? Để đề cập đến một cả cái mặt này. Ví dụ, nó một cái đơn giản hơn sẽ như sau. Idea đầu tiên sẽ được sử dụng để đề cập đến vấn đề về disrespect. Idea thứ hai sẽ được sử dụng để đề cập đến vấn đề undisciplined. Và chúng ta nên có đầy đủ cả hai, nên có hai ideas nhé. Đối với cả dạng discussion, không nhất thiết là phải có hai ideas trong mỗi một đoạn văn. Tuy nhiên để đối với bài ngày hôm nay, do có đến hai từ là disrespectful hay là disrespected hay là disrespect và là undisciplined, thì chúng ta nên có hai ideas riêng và mỗi một idea sẽ dùng để xử lý một trong hai cái từ này. Và giống như lúc nãy có bạn bài đề cập đến khái niệm về counter argument là idea của bạn Phương Trinh ấy, thì đây. Đương nhiên, đối với một cái đoạn mình mà đề cập đến cái đoạn mình không đồng tình, thì nếu như mọi người muốn gọi là thực sự là bứt phá cái điểm số ấy, thì cần có một cái đoạn counter argument. Ok. Ok, mọi người có thể xem thử qua cái hướng viết của thầy, sau đó cho mọi người khoảng 1 phút đọc qua nhé. Sau đó chúng ta sẽ nói đến idea sau. Mọi người cứ xem qua đi. Trong 1 phút đấy nếu ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi nhé. Ok. Có một bạn đưa câu hỏi. Nếu mình tiêu cao trường bình thường khiến first paragraph của mình dài quá hay không? Trên lý thuyết thì bây giờ chúng ta cùng xem thử xem là nó đe dài đến đâu nhé. Cái quan trọng nhất ý, đó là cái cách mà mình provide cái explanations với các examples. Đó, nó là như thế nào thôi. Cái quan trọng nhất đó là cái cách viết của mình nó có đủ ngắn gọn để tạo ra được cái đoạn văn nó vừa đủ về độ dài hay không thôi. Đúng không? Đó, cái khó nhất đó là cái vấn đề về cách viết. Còn trên thực tế nếu muốn đủ thì nó phải như thế này. Thì nó nên là như thế này, sorry. Nó nên là như thế này. Đó, nếu mọi người muốn kiểu tackle được kiểu task response một cách gọi là kiểu là triệt để nhất có thể thì cái cấu trúc nó nên theo như thế này. Ví dụ nhé. Đối với phần idea thì ở đây mọi người chưa đưa ra được idea cho cái mặt trái của cái này thì đối với thầy nó sẽ là như sau. Khi mà học sinh được phép kiểu comment là...
Không, người ta có quay phim lại nè, người ta sẽ đăng lên. Mọi người lưu ý nhé. Khi mà gọi là gì nhỉ? Khi mà học sinh được phép gọi là give comments, đúng không? Ở đây mọi người để ý đó là vì đây là dạng ý, nên là cái mặt ngữ pháp cũng bị bỏ qua khá là nhiều. Đó, thì mọi người đừng để ý mặt ngữ pháp nhiều nhé. Quan trọng nhất đó là cái idea này. Khi mà được phép comments, khi mà được đưa ra comment nhé. Khi mà học sinh, tất nhiên học sinh cấp 3 được đưa ra comment. Một điều đơn giản hơn có thể nói đó là gì? Trong tình huống đó, học thầy giáo và học sinh đang trong một cái khái niệm gọi là equal terms, tức là hai người đang có bằng vai phải lưỡi với nhau. Và khi mà học sinh nhận thấy là thầy giáo cũng chỉ là người bằng vai phải lưỡi với mình, thì nó sẽ khiến cho học sinh hoàn toàn có thể kích hoạt một cái, có thể khiến cho học sinh nó thể hiện cái gọi là gì, cái sự, cái rebellious side, hoặc là cái mặt gọi là mặt gì à, mặt chống đối của mình. Bởi vì học sinh biết là lúc này là thầy giáo đang bằng vai phải lưỡi với mình được comment với thầy thì thấy được, mình được thầy được chê mình thì mình được chê thầy, đúng không? Đó, thế là học sinh sẽ bắt đầu có thể hiện những cái sự gọi là sự phản đối, chê bai, khiển trách thầy giáo. Và điều đó, điều này, đây là một trong cái gọi là gì, cái act nó rất là thiếu tôn trọng cái người giáo viên, đúng không? Đó. Ngoài ra, nếu như mà trong một cái lớp mà học học sinh được quyền chê bai thầy giáo như vậy, thì giáo viên hoàn toàn có thể bất kể quyền lực của mình trong lớp. Lớp mình cũng biết ý, là ở Việt Nam mình học sinh là gần như làm sao nhỉ? Học sinh đâu có dám comment gì đâu, đúng không? Học sinh không có dám gọi là kiểu đưa ra ý kiến gì chê bai thầy giáo ngay ngay trực tiếp trên lớp hay là bất cứ đâu cả, đúng không? Đó, cho nên là thầy giáo luôn luôn có một cái gọi là cái quyền lực, cái vị thế rất là lớn. Tuy nhiên khi mà hai bên đều được đưa ra quan điểm thì rõ ràng nó có thể ảnh hưởng đến cái vị trí quyền lực của giáo viên mà, đúng không? Và học sinh hoàn toàn có thể gì, tranh thủ đấy làm gì, để nghịch phá, quậy phá, đúng không? Bởi vì nếu mà giáo viên có kiểu nhắc nhở chúng lại gì chê, đúng không? Đó, đến trong vấn đề của cái disrespectful và undisciplined. Cái thứ ba chúng ta muốn nói đến đó là counter argument. Đối với counter argument thì quan điểm của thầy nó sẽ đưa ra một cái solutions, một cái giải pháp nào đó để giúp cho cái việc comments nó trở nên hiệu quả hơn. Và cái cách đó sẽ làm được nếu như chúng ta có những quy tắc nhất định cho những comment đấy. Ví dụ những comment mà không có, chỉ chấp nhận những comment mà kiểu có chứng cứ rõ ràng, hoặc là những comment không cho thấy cái khái niệm bias, tức là không cho thấy cái sự thiên vị. Đó, một số học sinh có thể đưa ra những cái định kiến nó rất là kiểu sai về thầy giáo hoặc là cô giáo của mình. Và những cái định kiến như thế thì hoàn toàn sẽ được coi, thì hoàn toàn có thể khiến cái comment của các em ý trở nên là vô giá trị. Thì điều điều này sẽ giúp cho cái người thầy không bị mất cái, thứ nhất là không bị làm sao nhỉ, không bị học sinh nó gọi là gì à, nó bày trò, nó phá, nó quậy, nó không nghịch trong lớp được, nó không phản đối mình được, nó không gọi là kiểu chống đối mình được, đúng không? Vẫn giữ được cái quyền quyền cái gọi là cái vị thế của thầy giáo, nhưng cũng không khiến cho học sinh cảm thấy bị khó chịu. Còn cái giải pháp này nó là như vậy. Và khi mà viết thì mọi người lưu ý cho thầy một chút, đó là ba, ở đây có ba cái từ rất là key, đó là teachers, students và comments. Thì mọi người lưu ý là chúng ta có thể paraphrase cái từ đấy một chút nhé. Và nhớ đó là khi từ topic sentence sang first idea, từ first idea sang second idea, từ second idea sang counter argument, chúng ta đều cần phải có cái connectives, những cái từ nối nhé. Ok. Như lúc nãy, mọi người tiếp tục có một phút để suy nghĩ. Mọi người có câu hỏi gì để hỏi về cái idea này không? Nếu như ở chỗ nào mà chưa clear lắm thì đến cái phần model analysis. Lát nữa mọi người xem một cái đoạn văn mà thầy viết mẫu thì mọi người có thể hình dung ra là cái cách mà thầy triển khai cái bài này như thế nào nhé. Counter argument chỉ có một ý thôi.
Thầy viết lại đề bài phần comment này được không? Lát nữa tua lại nhé, bạn nào có đề bài rồi thì đăng lại được không? Quan điểm của không có nhiều chỗ để mình viết được hai ý nên còn khoảng một ý là được. Một bạn thì bảo là idea 2 không quá tách biệt với idea đầu. Thực ra mà nói thì idea 2 giống như hệ quả của idea đầu hơn. Cũng có thể đúng. Nếu như mà em cảm thấy như vậy, cái bạn này lại để tên tiếng Anh này. Nếu như em cảm thấy như vậy thì em có thể nối hai cái đấy ra tạo thành một cái cũng được. Đó, không vấn đề gì. Vì thực tế mình hoàn toàn có thể nối lại thành một cái main idea lớn. Và mình chỉ giải thích qua về kiểu là mình nói thẳng luôn as a result thôi, đúng không? Là kiểu là nếu học sinh mà kiểu thể hiện sự chống đối. Nhưng mà ấy, thực ra nó như thế này này. Khi nó đến chống đối thì ở đây chống đối đây không nhất thiết phải là kiểu là ngồi phá lớp, không như là kiểu quậy phá lớp này nọ, mà chống đối đây có thể là gì, không ví dụ thầy gọi em đứng lên trả lời cho thầy xong em không trả lời em ngồi yên đấy thì cái đấy có thể hiểu là chống đối. Còn cause trouble break house kiểu gọi là gì, phá lớp, phá làng phá xóm ấy, phá làng phá xóm thì cái đấy là kiểu ví dụ như kiểu thầy đang giảng bài ấy, cầm cái bút ném thẳng mặt thầy, cái đấy gọi là kiểu gọi là undisciplined. Còn disrespectful nó rộng hơn một chút nhé. Đó, đấy là vì sao thầy tách được nó ra. Body 2 là quan điểm chính mà miễn được viết được một idea thì có sao không ạ? Không ảnh hưởng lắm đối với dạng discussion nhé. Lát nữa thì bạn Linh Giang hỏi câu này thì lát nữa mọi người cùng nhìn vào cái second paragraph, mọi người sẽ hiểu được cái cách để khai triển cái đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến model analysis. Thì đây là cái phần bài mẫu mà thầy viết có chỉnh sửa một chút để có tạo ra được một cái bài viết nho, một cái đoạn văn ngắn nho nhỏ như thế này. Để mọi người nhìn thấy đó là cái cách mà thầy gọi là trình bày cái đoạn văn như thế nào. Mọi người nhìn những cái chỗ bô màu cam sau câu màu cam, trước câu màu cam đấy sẽ là cái câu mà thầy để đưa ra quan điểm mà thầy đang nói. Thứ hai đó là những chỗ màu xanh là cây, là những chỗ nối giữa câu này với câu trên. Những chỗ màu đỏ là những từ hay ho mà thầy nghĩ rằng là sẽ giúp chúng ta có thể cải thiện được điểm cái phần vocabulary. Đối với quan điểm thầy, đây là những từ hay ho nhất. Còn những từ còn lại nếu mọi người có thấy hay nữa thì mọi người cũng có thể nốt vào nhé. Ok, mọi người có khoảng tầm, cái này thì lâu hơn một chút nhé. Let's go for 3 minutes. Mọi người có 3 phút nhé, mọi người đọc thật kỹ cái model. Xong rồi cứ đưa ra câu hỏi nhé. Cứ đọc đưa ra câu hỏi thôi, ngay lập tức được. Nếu có giải đáp luôn. Từ dùng anh chàng quá thì đương nhiên thì cái nếu muốn gọi là bứt phá điểm số IELTS thì từ vựng cũng là một trong những yếu tố cần đúng không? Đó. Nhưng mọi người để ý những cái từ mà thầy sử dụng đa phần là những từ rất là liên quan đến cái chủ đề này, ví dụ như kiểu là phản đối hay là kiểu chống đối, rebellious này, animosity là kiểu là những cái sự gọi là kiểu thù hằn thù hận đấy. Delinquents là những cái học sinh mà kiểu như là những bạn trẻ hay quậy phá. Break havoc, quậy phá, nghịch ngợm. Ameliorated là nó làm giảm một cái vấn đề gì đấy xuống. Prejudice là định kiến. Thì như lúc nãy cũng nói thì từ vựng hay cũng là một trong yếu tố rất là cần mà, đúng không? Không thể là không có cái từ không hay được.
Cái to exemplify là một từ để đưa ra ví dụ nếu mọi người chưa biết nhé. Dạng nâng cao của for example à. Ừ đúng rồi. To exemplify là cái cách khác để đưa ra ví dụ đây. Tức là nếu mọi người muốn thay cái cụm for example hay là for instance thì có thể dùng to exemplify. Okay. Không có sang nghĩa khác đâu, nó chỉ là một cái cụm khác để thay cho for example thôi. Ok, không ai có câu hỏi gì nữa đúng không? Lát nữa nếu mọi người cần thì mọi người lát nữa đến phần Q&A thì có thể tua lại sau. Nhá. À, lúc nãy có một bạn bảo là cần cái đề bài đúng không? Nếu bạn nào cần cái đề bài lại thì đây nhá. Đấy, nhưng vẫn còn muộn. Ok, nếu không ai có câu hỏi gì nữa thì để chuyển sang. Đây là second. Bây giờ chúng ta sẽ ở second paragraph. Như là lúc nãy đoạn đầu tiên như là mình thấy đó là cái đoạn văn để đưa ra cái view mà mình gọi là không đồng tình. Vậy thì cái đoạn 2 đương nhiên sẽ là cái view mà mình đồng tình. Trong tình huống này đó là cái việc mà khi mà có comments thì sẽ giúp cải thiện được chất lượng giáo dục. Đúng không? Đó. Và đương nhiên giống như là đoạn 1 thôi. Đoạn 1 có topic sentence thì đoạn 2 cũng phải có topic sentence. Ok? Đó. Và tiếp theo chúng ta cần present idea theo hai cách sau đây. Cách số 1 đó là nếu như mọi người muốn trình bày một idea. Nếu mọi người chỉ trình bày một bên idea nhé. Cái cách này là một số bạn có hỏi đây này. Thì mọi người đề cập, mọi người nhìn thấy câu tiếp theo sẽ thấy. You might need to address a concern or a controversy about this matter. Tức là đưa ra một cái mối lo ngại hoặc một cái điều gì đó có thể gây tranh cãi về cái chủ đề này. Mà nó không phải là cái gọi là disrespectful. Ok? Đó. Tuy nhiên, sau câu đó thì mình lại phải có một câu khác để reassure lại là gì? Gọi là để làm chắc chắn lại cái làm chắc chắn lại được cho cái gì nhỉ? Cái quan điểm ban đầu của mình là gì? Việc làm này tốt cho giáo dục. Còn nếu bạn nào mà cảm giác cái kiểu này quá khó thì có thể trình bày hai idea thôi. Một câu ví dụ trong topic sentence không? Lúc nãy mình có model analysis đúng không? Đương nhiên thì chúng ta sẽ có model analysis để mọi người xem câu topic là gì. Ok. Mọi người cứ xem qua cái slide này trong khoảng tầm 1 phút. Có ai có idea gì cần hỏi thì mọi người cứ hỏi nhé. Cái quan trọng nhất đó là cái cách trình bày, cái cách đưa ra idea trong từng đoạn thầy nó khác biệt hơn một chút so với cả những cái bài viết thông thường. Đấy, lý do là như là đã nói, thầy muốn là cái bài viết của chúng ta nó được lên cái 3 điểm lên một chút. Đấy, cái level này nó cao hơn một chút so với cả những cái ngưỡng khoảng tầm 36.0. Ở đây chúng ta đang của êm đến ban khoảng tầm 6.5 cộng. Nếu như vậy sao mà thầy để một cái bài như thế này. Ok, không ai có câu hỏi gì nữa thì mình sẽ chuyển sang cái idea như sau. Lúc nãy thì một số bạn đưa ra cái idea tương đối giống với cái idea mà thầy sẽ sử dụng ở đây. Đó chính là bạn hình như là có bạn nào nhỉ? Thực ra idea của bạn Thiên Kim mà lúc nãy thầy bạn đấy đưa ra ấy, khá là giống với cái main idea thầy sẽ sử dụng ở trong bài này. Chúng ta cũng thấy như sau. Khi idea của thầy sẽ như sau là nếu như được phép comment thì giáo viên sẽ được và là tự xem lại bản thân mình và nếu cần thiết họ sẽ kiểu đưa ra một cái phương án tiếp cận khác đối với giảng dạy và đưa ra ví dụ đề cập đến việc những giáo viên ở Việt Nam. Như mình cũng thấy là các thầy cô ở Việt Nam
thường là lên lớp chỉ có đa phần các thầy cô ở các trường cấp 3 là có vẻ như không biết đây có thầy cô nào đây không, nhưng mà sorry là như vậy. Nhưng mà cái mà thầy thấy đó là các thầy cô thường hay là lên lớp và giảng bài của thầy cô thôi đó. Nhưng mà cái cơ hội để cho học sinh được tự do gọi là thảo luận một cái chủ đề nào đó nhất định ấy, thì thường là cái đấy không được nhiều. Cái mà thầy thấy đó là các bạn học sinh không được thường xuyên đưa ra quan điểm cá nhân về một chủ đề nhất định đó. Cho nên là nếu như có những comment như vậy thì hy vọng là các giáo viên có thể thay đổi và đảo cái phương pháp đi, đúng không? Nhất là khi những học sinh nào đấy, các bạn học sinh đấy trong những cái lớp mà kiểu rất là thích được bày tỏ quan điểm cá nhân, đúng không? Đó. Sau đấy chúng ta sẽ đề cập đến cái concern. Concern ở đây của thầy đó là khi mà giáo viên đọc được những comment đó thì có thể khiến họ bị mất tự tin. Một tiếng Anh chung cũng được mà, đúng không? Không nhất thiết phải là tiếng Anh, chung thôi. Reduce teacher's confidence là một trong những cái concern mà có thể được raise và có thể sẽ ảnh hưởng đến cả những cái sinh viên mới tốt nghiệp mà muốn trở thành giáo viên. Đó. Tuy nhiên, cái reassure của thầy sẽ như sau. Những giáo viên mà sẵn sàng thay đổi để làm tốt mình hơn hoàn toàn có thể trở thành một cái tài sản rất là đáng giá dành cho nền giáo dục, bởi họ có những cái giáo viên kiểu tiên tiến, tân tiến, đúng không? Bạn mình từng đứng lên cãi nhau tay đôi với giáo viên dạy tư tưởng Hồ Chí Minh. À, thì bạn Kiên Trần ơi, đây là cái đấy là sinh viên đại học rồi, nó khác nhé. Sinh viên đại học lại khác. Đề bài này hỏi về high school students mà, đúng không? Ở sinh viên đại học thì có thể là một số các bạn sinh viên cũng được đưa ra quan điểm cá nhân rồi. Tuy nhiên các bạn học sinh cấp 3 hay là cấp 2 nhiều khi chưa được làm điều đó. Đấy là lý do vì sao mà mới đưa ra cái idea này. Ok, mọi người có xem qua cái cách mà thầy đưa ra idea trong chủ đề này trong khoảng tầm 2 phút đi. Do cái cách viết này hơi mới. Mọi người xem khoảng 2 phút nhé, sau đó mọi người xem có câu hỏi gì để hỏi không. Thì em hỏi mình có biết teacher có S. Nếu mà chung chung thì thường là nên có S. Còn nếu mà muốn chung chung mà không có S thì phải có ơ nhé. Đó. Còn cái chỗ mà cái concern đấy thì mọi người để ý đó là trong cái bài này, trong cái phần ID development ấy, cái phần này thì phần ngữ pháp không ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì đây chỉ là cái gian ý thôi mà, đúng không? Nhưng cái quan trọng nhất mọi người lưu ý như sau, nếu muốn đề cập đến giáo viên chung chung thì một là phải có ơ, còn nếu không thì là phải có S nhé. Quan điểm của một bạn hỏi như sau, mình có thể nêu một cái solution nho nhỏ vào được không ạ? Ví dụ cha mẹ nên dạy con cái cách đưa ý kiến phù hợp. Được, được, ok, không vấn đề gì đâu. Tức là ví dụ như kiểu là gì, một số bạn cho rằng là những comment đấy nó hơi kiểu nó không được gọi là trơn tru lắm về mặt lời nói, đúng không? Khiến cho giáo viên mất sự tự tin. Ok, đúng. Cái đó mình hoàn toàn giải quyết vấn đề đó bằng việc là gì, nhờ có sự can thiệp bố mẹ, hoặc là gì, có cái sự định hướng của bố mẹ, hoặc là những cái nhà trường, hoặc là chẳng hạn, đúng không? Đó. Cái đấy cũng như thế cũng được. Như thầy đã nói, cái idea của chúng ta nó, cái idea của mọi người cảm thấy thoải mái với idea nào
thì hãy sử dụng cái idea đó. Tức là cái idea là mọi người cảm thấy là mình có thể viết tốt nhất hoặc là thoải mái nhất trong cái việc đó là phát triển cái idea đấy, thì mình sử dụng thôi. Còn đây là một cái idea mẫu, một cái ví dụ. Mọi người cứ hình dung đây là một cái ví dụ mẫu, một cái mẫu thôi để mọi người biết. Đây, đây sẽ là cái second paragraph model analysis. Trông dài thế thôi nhưng mà nó cũng không như thế đâu. Thì mọi cũng để ý những cái chỗ mà thấy bôi màu đỏ, màu xanh là cây, màu vàng. Màu vàng là những cái chỗ mà thầy đề cập đến cái câu để có tác dụng gì. Màu đỏ là những cái từ vựng. Lúc mình lưu ý là không phải từ vựng nào cũng là những từ vựng gọi là nó không hẳn là những cái từ gọi là khó, mà là những cái từ nó liên quan đến chủ đề. Ví dụ constructive comments, những cái lời nhận xét mang tính xây dựng. Key rationale, lý do chính. Student-centered approach hay là facilitator style là những cái từ mà kiểu đề cập đến những cái phương pháp giáo dục. Đó, shattering là kiểu là gây tổn hại. Đấy. Reluctant, rụt rè. Strive for the better là kiểu là cố gắng vươn đến sự tốt hơn. Invaluable asset là một cái tài sản vô giá hoặc là một cái tài sản vô giá thôi. Đó. Ok, mọi người cứ đọc trong khoảng tầm 3 phút nhé. Trong lúc đấy thì bạn nào có câu hỏi gì thì cứ hỏi. Bạn nữa có show full bài không ạ? Chắc là sẽ có, chắc là nữa thì sẽ copy lại. Chắc là sẽ copy lại một cái bản nào đó để cho mọi người xem nhé. Nó sẽ copy một cái bản khác để cho mọi người xem. Thì nói chung là sau buổi học này thì thầy sẽ gửi lại slide cho mọi người thôi. Nên nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cái việc đó là có show full bài hay không nhé. Ok, 3 phút nhé, bắt đầu. Cái này hơi dài thì cho mọi người 3 phút rưỡi đi. Ok, I said about 3.5 minutes. Mọi người cứ đọc thật kỹ cái model này. Nếu như có ai có câu hỏi gì thì cứ raise lên nhá, sẽ cố gắng giải đáp. Trong bài dùng nhiều từ that mà có bị sao không? Nhưng mà em dùng từ that với vai, đương nhiên là thực ra nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu, bởi vì từ that nó sử dụng từ to be ý, mọi người. Đó. Nó chỉ như kiểu cái động từ to be thôi, thì nó là kiểu về mặt ngữ pháp nên nó không ảnh hưởng gì đâu nhá. Những cái từ nó mang tính theo kiểu gọi là hỗ trợ về mặt ngữ pháp, người ta sẽ không coi nó là cái sự lập từ, nên mọi người không phải lo đâu. Anh viết one idea, two idea. Không quá cái one idea và triển khai sâu, two idea cái nào sẽ khiến bắt điểm mình cao hơn. Quan trọng nhất là idea mình được triển khai tốt đến đâu, chứ không phải việc là mình có nhiều idea nhé. Nhất là đối với discussion, triển khai idea tốt đến đâu mới là cái mình cần phải hướng đến. Còn cái việc là viết một idea, hai idea nó không ảnh hưởng lắm. Vì thực ra nó có với đối với một số bạn viết thêm một idea với chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cho nó đủ từ. Còn nếu như mình cảm giác đã đủ từ rồi mà idea của mình đã được triển khai kiểu rất là mượt mà hay ho rồi thì không nhất thiết phải có thêm một idea nữa. Một idea, hai idea không quan trọng bằng việc đó chúng ta triển khai idea nó tốt đến đâu nhé.
Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết luận nhé. Bạn nào mà có câu hỏi gì về kiểu đoạn 1, đoạn 2 thì lát nữa thầy sẽ bật ngược lại cho nó mình sau nhé. Facilitator style. Hơi khó để dịch cái cụm này vì từ này nó là kiểu thuần chuyên môn tiếng Anh ấy. Đấy. Nó là một cái phương pháp giảng dạy. Thì lát nữa để mà thầy xem có cái từ chuyên môn nào nó chuẩn hay không. Vì các bạn đây là phương pháp giảng dạy gọi là tập trung vào cái có hơi thôi lát nữa thầy sẽ xem thử xem còn từ nào đấy hay không nhé. Nhưng mà có một cái lưu ý cho nó mình như sau: hạn chế việc dịch chay sang tiếng Việt, bởi vì là dịch sang tiếng Việt thường sẽ khiến cho mình rất khó sử dụng cái từ đấy tiếng Anh, bởi vì như là cái từ facilitator style thậm chí có khi không có từ tiếng Anh để dịch đó. Ok, bây giờ chúng ta sang phần kết luận nhé. Đối với phần kết luận thì như là như đã nói thì mọi người đa phần là sẽ viết kết luận khoảng tầm một câu, và cái nhiệm vụ chính câu đó là restate your view or your thesis statement. Yes, đây chính là cái vế câu cần nhất đối với phần kết luận. Chính xác, chúng ta gần như bắt buộc phải có cái này trong phần kết luận nhé. Câu này là gần như không thể không có. Nếu như bạn nào muốn gọi là cái phần kết luận của mình, nếu như mọi người muốn đạt được ít nhất là khoảng tầm 6 chấm đổ lên ấy, thì khẳng định luôn là phải có cái câu restate your thesis statement nhé. Khẳng định luôn đấy. Bởi vì nếu không là mình sẽ không đạt được cái tiêu chí của phần writing, đó là present a conclusion. Đó, vì khi không có cái restate lại cái thesis này thì nghĩa là conclusion mình không có tác dụng gì cả. Đấy, nên là câu này bắt buộc phải có nhớ là mình nhá. Nhưng nếu như mọi người muốn bứt phá lên xa hơn nữa, một cái thể offer một cái prediction hay là một cái suggestion. Đó, ví dụ even though some people, cái câu đầu tiên như là mình cũng thấy đây là cái câu mà thầy restate lại cái quan điểm của mình, quan điểm của thầy về cái idea mà gọi là gì nhỉ? Cái idea feedback on teachers. Câu sau của thầy là một cái suggestion về việc đó là nếu như mà một số trường mà vẫn không thực sự gọi là kiểu sẵn sàng làm cái việc này. Đó. Thì họ có thể sử dụng một cái giải pháp khác, thay vì là cho học sinh được tự viết comments, họ có thể offer questionnaires, cái phần câu hỏi dạng gọi là surveys. Đó, để cho học sinh họ làm, họ tích thôi, thay vì là cho học sinh tự viết comments. Đó. Ok. Mọi người có thể đọc cái này trong 2 phút nhé. Sau đó thì nếu như bạn nào có câu hỏi gì cần hỏi thì mọi người cứ hỏi nhé. To conclude không khác gì nhau cả. Không khác gì nhau cả, giống nhau thôi. Nhưng mà in conclusion thì nó hơi bị kiểu general quá, thì mình có thể đổi sang những cái từ như to conclude, to summarize, all in all cũng được. Đấy. Nói chung đại khái là nên dùng những cái từ nó thay đổi đi một chút, đừng có cứ bê nguyên cái in conclusion là được, vì nó hơi bị kiểu nhàm chán đấy. Thế thôi.
Để wrap up lại thì trước khi sang phần Q&A thì sẽ wrap up lại một chút. Thì lớp mình cũng thấy với cái đề bài ngày hôm nay thì đã trình bày thầy cho lớp mình xem một cái cấu trúc viết và cấu trúc gọi là một cái dàn ý, nó có khác biệt một chút so với những dàn ý nó đơn thông thường. Và lý do thầy đưa ra như vậy là bởi vì sao? Là thầy muốn đưa ra offer một cái gọi là cái cách cái gọi là cái cấu trúc dàn ý mới lạ hơn một chút để tạo ra một cái bài viết nó có thể tạo được một band score cao hơn. Tuy nhiên cũng phải lưu ý lại như sau. Thứ nhất, nếu như bạn nào cảm thấy hơi khó quá, không nhất thiết phải áp dụng theo. Lưu ý chúng ta, mình phải xác định cái ban mình hiện nay đang ở đâu. Nếu như chúng ta chỉ đang ở mức 5 chấm mà chúng ta áp dụng luôn cái cấu trúc ban tầm 7 chấm như thế này thì nó sẽ rất là vất vả để áp dụng, bởi vì không theo được. Cho nên là gì? Lời khuyên thầy đó là nên vững cái cấu trúc ở mức cơ bản và phải đảm bảo là mình viết được một bài viết cơ bản nó tương đối là mượt. Thì sau đó nếu như mọi người muốn thực sự là bứt phá lên điểm số thì hãy thay đổi cái cấu trúc sau nhé. Đấy là một. Thứ hai nữa đó là về phần paraphrasing, thì lớp mình cũng thấy là không nhất thiết là thầy sử dụng hoàn toàn những cái từ, cứ không nhất thiết là phải dùng từ đồng nghĩa nhé. Ví dụ students, mọi người không nhất thiết phải đổi sang từ people, teachers hơi khó, có thể là educators hoặc là gì instructors chẳng hạn. Với students có thể là learners, đúng không? Đó, ok, fine, không vấn đề gì. Tuy nhiên ý, từ paraphrase không phải lúc nào cũng có nghĩa là synonyms nhé. Đó, đến một số những cái lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ ba, như là mình cũng thấy là những cái từ bôi đỏ của thầy nó tương đối là lạ lẫm một chút ấy. Thì nếu bạn nào cảm thấy nó hơi lạ lẫm tí thì mình có thể đổi sang những cái phiên bản nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ adamant, từ này cái từ đồng nghĩa của nó chính là unwilling. Nếu mọi người biết từ unwilling có thể dùng từ đấy luôn. Initiative, solution, idea. Đó, hone their teaching skill to become better. Đấy, kiểu như vậy. Nếu như lúc đấy là kiểu bì lắm rồi, không nghĩ ra được gì nữa ấy, thì tạm tạm nó như vậy nhá. Đó. Ok, bây giờ chúng ta còn khoảng tầm 3 phút nữa cho phần Q&A. Thì thầy sẽ bấm giờ đến đúng 4 phút đi. Mọi người sẽ có đúng 4 phút nhá. Đến 31 để làm phần Q&A. Mọi người cứ spam câu hỏi liên quan đến IELTS hay liên quan đến bài ngày hôm nay cho thầy nhá. Đấy, thì mọi người có thể thì thầy sẽ giải đáp qua cho lớp mình. Ok. Đến hết 4 phút thì chúng ta sẽ stop cái livestream ở tại đây. Thì có kinh nghiệm gì về học từ cho writing không? Có khá là nhiều. Tuy nhiên cái cách tốt nhất đó là nên đọc nhiều. Muốn có từ hay thì phải đọc nhiều. Nhá. Muốn có từ hay thì nên đọc nhiều, đặc biệt là đọc tiếng Anh, những cái bài đọc nó level cao. Làm thế nào để viết cho nguy hiểm tí mà không bị sợ? Từ từ bây giờ nhá, chúc một số bạn thì hỏi thêm về cái concern. Let's revert back to that one. Cho dễ hiểu hơn thì concern nó cũng na na giống như kiểu là gì nhỉ? Một số bạn mà kiểu gọi là hỏi cái phần concern ấy, mục đích đưa vào concern trong body 2. Mục đích concern đưa vào trong body 2 về cơ bản là giúp cho cái người viết, người đọc, người ta hiểu là cái người viết cái bài này hiểu rất là kỹ về cái những cái vấn đề nó có thể raise lên ngoài cái vấn đề mà người ta đề cập ra. Đó, giúp cho người đọc người ta hiểu là mình hiểu rất là kỹ về cái đấy. Đó, còn nhưng mà nhá, một cái lưu ý nhỏ nhỏ như sau. Để đưa ra được cái concern này mình phải hiểu rất rõ về cái chủ đề này, hoặc là phải nắm vững tương đối là rõ mặt kiến thức. Nếu như không có thì cách đơn giản nhất đó là thêm một cái idea nữa. Được chưa? Đó, như là thầy đã nói thì cái cách này nó không hẳn không nói nó tốt hơn hay tệ hơn, nhưng mà đây là một cách học mới nhá. Đối với thầy đây là một cách mới, thế thôi. Đó, một cái cách nó khác đi một chút để cho cái bài viết của mình nó stand out hơn những bài viết bình thường. Còn đúng hơn, tốt hơn hay không ấy, thì ra nó còn phải tùy vào cái style viết của cái người viết đấy nữa nhá. Đấy thì mọi người nếu mà nếu như mà hỏi về cái vấn đề về concern, về cái chỗ concern của thầy hoặc là controversy nó như vậy. Câu hỏi tiếp theo bị stuck điểm listening ở 5.56. Nên kiểm tra xem là từ mới của mình đến đâu rồi, khả năng từ mới mình có hiểu hết cái từ đấy không, mình nghe có bị lỗi chỗ nào hay không do là phát âm gì đấy hay không. Sau đó thì mình có thể thử sang cách khác, đó là
đó là cố gắng là kiểu tóm tắt được cái đại ý của việc nghe, của cái bài nghe đó chỉ bằng việc nghe nghe thôi, để mình xem là mình thực sự hiểu đến đâu. Mình phải kiểm tra được là như vậy, tức là kiểu gọi là ban 6 thường bị stuck là do là mình không gọi là kiểu nghe được nó đủ dài. Có rất là nhiều những cái lý do dẫn đến cái tình trạng đấy. Thì quan trọng là mình phải tìm được cái nguồn cơn nó ở đâu. Có thể là do kiểu khả năng giữ tập trung mình không tốt này, khả năng mình dịch cái bài đấy không tốt, hoặc đơn giản nhất hoặc là thường xuyên nhất đó là gì? Ở ban 6 vẫn chưa nghĩ nghĩ một cái vấn đề nó được bằng tiếng Anh. Dẫn đến là việc cái lúc nghe không chủ động. Thế nên là bài nó sẽ vất vả thôi. Đấy, trong phần speaking để em chém thông tin. Lời khuyên thì là không nên. Bởi vì là nếu chém thông tin thì có nguy cơ là mình sẽ không đưa ra được những cái ví dụ nó chi tiết để support cái idea của mình. Cái này đặc biệt đúng với cả part 3 nhé. Part 2 thì không đến nỗi bởi vì cái chém bừa là nó cũng ra. Đấy, nhưng mà lời khuyên thì là hạn nên hạn chế. Đấy. Giám khảo không biết đâu nhưng mà không nên chém quá đà. Chỉ nên đó là kiểu gọi là gì, phóng đại hai ba cái thông tin thực sự đã có. Ví dụ như kiểu bảo là gì nhỉ? Ngày hôm đó thì ví dụ kiểu mình đi học khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn đúng không? Thì phóng đại lên tốt nhất đến 3 ngày kiểu như vậy. Test chưa được 5 chấm thì làm thế nào để tăng ban? À, thì phải đi học đã đúng không? Để muốn tăng được thì đầu tiên phải đi học đã. Đến 50-50 thì cũng có cậu có dấu discuss both views không? Quan trọng là cái wording của em trong cái câu đấy nó như thế nào. Có chém nghĩa là có một nhà hiền triết đạo nói rằng không nên dùng câu này nhá, nó hơi xàm. Là tương ban listening, ban mình bao nhiêu em bao nhiêu thì mình mới xác định được chứ đúng không. Stuck listening ở 7.5, stuck listening 7.5 thì bây giờ chỉ có đó là hạn chế những cái lỗi sai lặt vặt của mình thôi. Stuck ở 7.0 7.5 thôi. Vì mình ủng hộ thì không phải, vì mình thì counter argument bắt buộc phải có. Nếu không có cũng không sao, như đã nói. Nếu không có cũng không sao, miễn miễn sao là mình trình bày cái đoạn đầu tiên là tập trung vào cái view đầu tiên là được. Còn nếu có counter argument thì gọi là gì ạ? Giúp cho người đọc hiểu được là cái bài viết mình rất là stand out. Còn nếu không có thì không ảnh hưởng gì lắm. Bởi vì như đã nói là cái aim của mình là bao nhiêu mà, đúng không? Ok, bây giờ là 9:32. Tạm thời những câu hỏi đấy thì đã giải đáp cũng sơ sơ rồi. Cái tốc độ bài nghe đi thi có bị 1.25x so với cam hay không? Hơi khó khẳng định bởi vì là nó là câu, nó là cái mang tính kiểu cảm nhận của mỗi cá nhân. Có thể là do trong, mọi người phải lưu ý này nhé, trong lúc thi có thể mọi người cảm thấy nó nhanh hơn bài thi cam bởi vì là cái tâm lý mình bị hoang mang, lo lắng của cái tâm lý sợ thi dẫn đến là việc là mình có thể bị kiểu bị ngợp ấy đúng không, thì cảm giác là kiểu nó rất là nhanh. Có lúc ở nhà thì kiểu mình không bị áp lực nặng nề, không bị tâm lý này nọ chẳng hạn, thì nó cảm giác nó chậm hoặc đơn giản hơn do cái tai nghe mình quen thôi đúng không. Nó rất là nhiều cái đấy cho nên hơi khó để khẳng định nhé. Và một cái lưu ý, một cái nữa cũng phải nhắc là mình như sau: tốc độ nghe không quan trọng bằng cái nội dung nghe nhé. Mọi người tập trung vào việc đó là cải thiện, tập trung gọi là cái lấy kiến thức của mình bằng việc nghe, qua việc đó là tiếp xúc với nhiều bài nghe của những nội dung khác nhau. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn so với việc là kiểu mình tăng tốc độ nghe một cái bài mình nghe rồi. Ok. Rồi, lớp PS những chủ đề just chưa làm về thì thôi đi, câu nào này không trả lời nhá. Rồi thế thôi, nếu không ai có câu hỏi gì nữa thì nhá. Mọi người chắc là sẽ được gửi cả recording, nếu cần thiết có thể là cả slide luôn nhé. Thì mọi người có thể dùng cái đấy để phân tích tất cả mọi thứ. Thế để xem lại một lần nữa. Đấy, nếu cảm giác là cần phải hỏi thêm thì có thể mọi người có thể inbox qua trung tâm giải đáp thì sẽ được nhận tư vấn nhé. Rồi ok, bye bye mọi người nhé. Ok, bye mọi người nhá, bye mọi người nhá. I'll see you guys later. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người tiếp. Ok, bye bye, bye guys, bye guys.